Chào mọi người nhé. Hôm nay video này của mình thì không chia sẻ với mọi người về việc học đàn, cũng không chia sẻ về công việc diệt mối côn trùng. Đó mà mình muốn chia sẻ với mọi người về cái công trình này của mình này. Đây, toàn bộ đồ nghề của mình có xiên tre với cả cái dao gọc giấy với cả nọ keo 502 đó. Thì mình ngày xưa muốn làm kiến trúc sư mà giờ không thực hiện được ước mơ đấy, thì thôi ngồi làm mấy cái mô hình này đó. Đây căn nhà mơ ước của mình thôi, sau này có tiền xây một cái biệt thự villa đấy. Thì đây là mình đang làm cái tầng trệt gồm có phòng khách này, đây là bộ bàn ghế salon nhé, thì không biết quay nào cho sáng đó, bộ bàn ghế salon này quay đây nhìn. Đây là cách mình bố trí cái nhà của mình. Sau này khi mình xây nhà mình sẽ làm căn này. Đây phòng khách nha. Đây là phòng bếp này. Thì có bộ bàn ăn. Đó, nhỏ xíu vậy thôi. Mô hình mà tỷ lệ nó không được chuẩn đâu, nhưng mà cái cửa này thì mở ra mở vào được này. Đó, đây là cái khu vực bếp đó, đây là kệ bếp này, và mình cái muốn làm một cái hòn non bộ ở đây. Thì mọi người tưởng tượng đây là mấy con cá đang bơi nha. Cầu thang này sẽ đi lên hai cầu thang nữa, đi ra phía sau rồi lên tầng. Thì mai ngày kia mình sẽ làm, bây giờ hoàn thành cái tầng trệt này rồi, mai kia mình sẽ làm cái tầng 2. Đấy, thì bên này cái tủ rượu này, mình tâm đắc nhất cái tủ rượu này này. Đó, không biết mọi người thấy sao. Thì bên này cũng có một cái cầu thang để mình lên sân này. Lên sân này có thể làm sân phơi nắng. Bên này, bên này khi mình làm lên thì mình sẽ làm một cái giống như hồ bơi ở trên này anh nha. Chi tiết này, đây là cầu thang này, toàn bộ nhé. Cái này thì mình làm 3 hôm, nghĩa là mình cứ đi làm về nhà xong rảnh rỗi mình này cắt ghép một tí. Đây thật ra nó là những cái vách mà mình, nếu mà mình làm vách nguyên bằng cây này thì nó đơn điệu quá, nó sọc thẳng đúng đơn điệu quá, cho nên mình mới làm như thế này. Cây này rơi đâu mất rồi, tí gắn lại mới được. Mình chưa làm nhỉ. Đó, nhưng mình trang trí để nhìn nó không đơn điệu thôi. Thật ra những này là vách hết nhé. Có đây là cửa, nhà xây thật thì đây sẽ là cái cửa kính, đây cũng là cái cửa kính hàn thế. Không biết có anh em nào cũng đam mê chơi mấy cái mô hình này giống mình không? Mình làm cũng khá nhiều rồi, nhưng mà cái này làm chi tiết nhất này. Những cái trước mình làm thì không có nội thất này, thì không có bộ bàn ghế rồi tủ rượu hay là bàn ăn bếp cái thứ, nó trơn thôi, chỉ có cầu thang thôi. Còn đây thì mình làm cầu thang này đó, mọi người tưởng tượng này.
quên mất làm cái bàn ngồi nhâm nhi rượu ở đây. Đây nha, toàn bộ đồ nghề của mình đấy. Này mình sợ thiếu mình mua hai bó nữa này. Nọ keo này 20.000, dùng hết 1/3 này. Chắc hết cái nhà này thì hết nửa nọ keo này. Dưới này mình đổ nhiều keo lắm, sợ nó bung mất, nhưng giờ đang có một số lỗi là mọi người thấy không, nó bị cong vênh, mình không nghĩ đến cái chuyện bây giờ đang là một đông, nó lúc mình nắp và mình dán lại nhiều khi có nắng lên thì tất cả nở ra, làm cho cái phên này của mình nó bị vênh cong lại. Nhưng mà khi mình gắn chặt đây thì nó vênh ở ngoài này thôi, chứ còn bên trong này không sao. Làm xong cũng vui lắm. Thế là nha, chia sẻ với mọi người chút, rồi khi nào mình làm xong tầng 2 mình lại làm một cái clip nữa để chia sẻ với mọi người cho vui. Này là vừa làm vừa nghĩ chứ không dựa trên cái bản thiết kế cụ thể nào hết. Nó hơi chậm và hơi lâu. Anh em nào ai mà thích chơi cái này thì like cho mình cái nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.